Bác đang theo dõi kênh của bên Nguồn Audio. Hôm nay thì em lên cho bác một cái con công suất của dòng Victor. Và dòng này giảm 4 thớt rất là ngầu ạ. Đấy. Rồi còn con cuối thì em gọi là tôi quay lốt thành lý lốt cho các bác cho nó nhanh. Đấy, về các bác ghép hoặc đấu lối như nào đấy cho nó phù hợp nhá. Con này là con MX MD550. Đấy. Em xả lốt cho các bác cho nó may mắn đi, cho nó nhanh nhá. À đây, con này thì đây này, tức là hàng này về thì là hàng nguyên bản nhá. Đây đây, đây. Em chưa làm gì đâu. Đấy, thì nó hơi vênh ra tí thì về các bác tháo cái vỏ ra đây, mở cái đốc ra. Sau đó các bác nhấc cái vỏ ra xong các bác ấn lại nhá, tức là mở vỏ xong mình ấn lại để cho cái nhựa này nó vào trong, và cái sắt này nó vào trong cái nhựa này. Đấy. Thì hàng nguyên bản nó về thì có thể là em quay thế thôi. Đấy. Đây, một con ốc, hai con, ba con, mấy con này, bốn. 1 2 3 1 2 3 4 8 con ốc, đấy tổng cộng 8 con. Đấy thì bác mở 8 con ra xong mình sẽ ấn lại là được. Nó đơn giản mà. Đấy. Con này công suất là 90W các bác nhá, cầu loa này. Đấy. Dòng này nó giả 4 thớt nhìn rất là ngầu các bạn. Này, giả 4 thớt này, màn hình rất là led căng luôn. Đấy, tắt nguồn ở đây, chuyển điện thoại đây. Đấy, con này em bán công suất là chính nhé, còn các chức năng còn lại thì em không quan tâm, không bao chạy nhé. Vì là các cái dòng ví dụ như cassette MD là CD này về thì qua quá trình sử dụng thì bắt nó cũng kém rồi, mà cơ cái nó cũng, em không không được vệ sinh ấy. Đấy, về có tự vệ sinh cái này thì các bác tự kiểm tra. Đấy, ở đây em chỉ bán phần công suất là chính thôi. Những con công suất dòng to này xử lý chất âm rất tốt các bạn, vang tiếng rất hay luôn. Đấy, thì để em gọi là tí mở nhạc cho các nghe thử. Con này em thấy là trưng bày ok, hình thức trưng bày đẹp. Đây em mở nhạc các bác nghe thử luôn nhé, để các bác cảm nhận luôn này. Ta đem đang cầm máy tính này. Lòng chân còn tơ vương khanh cống thì đường chẳng mưa bay gió còn nhiều anh ơi. Tuyệt vời lắm các bạn, vâng. Đấy. Con công suất này tính thôi, tính các bác xả lốt cho con cuối cho bác cho nó nhanh thì tính các bác là 530 thôi nhá.
Đấy, tính có là 830.000 để cho nó nhanh. Đấy, còn cuối đêm xả lốt cho bác về, các bác còn ghép loa và nghe nhạc cho vui. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ thì gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhé. Đấy, còn giá bình thường của những cái con này thì có biết rồi đúng không ạ? Giá của nó nếu mà chia ra tính nó toàn hơn triệu con. Đấy, nhưng mà còn có con cuối thì em xả lốt cho các bác cho gọi là vui đi, chứ còn dàn hết cái lô công suất dàn chung này luôn. Đấy, vâng, em xin chào và hẹn các bác tại video tiếp theo bên em nhé.